Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 tại Singapore hôm nay tiếp tục là tâm điểm thu hút sự quan tâm của quốc tế, trong đó đặc biệt là bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về sự hợp tác chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây là năm thứ ba Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La. Năm nay, bài phát biểu của ông tập trung vào sự hợp tác chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tìm cách trấn an các nước đồng minh trong khu vực về các cam kết an ninh của Mỹ ở châu Á sẽ không bị bỏ quên vì xung đột ở Ukraine và giải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bất đồng giữa các nước trong khu vực thông qua giải pháp ngoại giao hòa bình. Trong sáng nay, đối thoại Shangri-La tiếp tục với các phiên thảo luận toàn thể thứ hai và thứ ba bàn về việc tăng cường quản lý khủng hoảng trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và xây dựng hợp tác an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.